Chính quyền địa phương cho hay, tình trạng hỗn loạn xảy ra vào giờ ăn trưa ngày 5 tháng 1 khi nhà thờ chia những món ăn truyền thống cho các tín đồ đạo Hồi tham gia buổi lễ. Thông tin từ Tân Hoa xã cũng cho hay, trong số những người bị thương phải nhập viện, có 4 người trong tình trạng nguy kịch. Hãng tin AFP đưa tin, hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy có một đám đông lớn, hầu hết là đàn ông, họ đội những chiếc mũ đặc trưng của người Hồi giáo màu trắng, đứng bên ngoài nhà thờ màu xanh lá cây. Đằng sau họ, quần áo giày dép nằm rải rác trên mặt đất và dường như có một phần giàn giáo bên trong nhà thờ đã bị sập.